hành trình trinh sát giải cứu cháu bé bị bắt cóc ở Sài Gòn. Ngày 16 tháng 4, chị NTT, 38 tuổi, quê ở Trà Vinh, tạm trú ở xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, đã đến công an xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh trình báo về việc con gái mất tích theo người chồng hờ là Lê Văn Nửa, 31 tuổi. Tại cơ quan công an, người phụ nữ vừa khóc vừa kể rằng cách đây nhiều năm chị đã ly dị với chồng và nhận nuôi con gái Bùi Ngọc C, 3 tuổi. Sau đó khi đến Cần Giờ sống, chị T phát sinh tình cảm với Nửa. Điều đáng nói là người này không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm đó, nhưng lại có tiền thường mua vàng tặng chị T. Dù sống hơn một năm với nhau, nhưng chị T không biết quê quán của chồng, mà chỉ biết rằng người này thường xuyên vắng bóng một thời gian rồi quay về. Chị kể rằng trưa ngày 16 tháng 4, sau khi đi làm tóc về, tôi không thấy con đâu nên gọi anh Nửa để hỏi thăm. Ảnh nói, tôi chán cô rồi, tôi mang con riêng của cô đi nơi khác sinh sống để nuôi nó đủ 18 tuổi. Kể từ đó tôi không thể liên lạc được với ảnh. Tuy nhiên có một lần ảnh nhắn lại là đang ở Đồng Tháp. Từ những thông tin của chị T, công an huyện Cần Giờ nhận định đây là vụ án bắt cóc trẻ em nghiêm trọng nên đã báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho đội chống tội phạm có tổ chức, đội 2 PC45 trực tiếp xử lý và luôn căn dặn các trinh sát nhanh chóng tìm ra tung tích đứa bé nhưng phải cẩn trọng để đảm bảo an toàn cao nhất cho bé. Những ngày đầu các trinh sát gần như bế tắc và mù tịt thông tin. Tuy nhiên sau đó từ số điện thoại, các trinh sát thử kiểm tra trên mạng Internet và thấy Nửa nghi có sử dụng Facebook. Ngay sau đó một tổ công tác thường xuyên theo dõi, bám sát hoạt động của Nửa trên mạng xã hội. Bất ngờ nhận được một thông tin trên mạng cho thấy Nửa đang xuất hiện tại một cụm công nghiệp ở thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Lập tức trong đêm ngày 18 tháng 5, trinh sát cấp tốc lên đường để tìm cháu bé. Khi vừa đến nơi, lực lượng công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp. Do lo ngại, Nửa quanh co chối tội và kéo dài thời gian gây nguy hiểm cho cháu bé, nên các trinh sát đã dùng biện pháp cảm hóa. Sau vài giờ đấu tranh, đối tượng cũng thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc. Nửa khai rằng lúc đầu rất yêu thương chị T và mỗi khi có tiền đều cho chị cất giữ. Tuy nhiên người vợ này tiêu xài phung phí khiến anh tức giận. Vì vậy anh định mang con của chị T đi nơi khác và lên kế hoạch bắt cóc. Hôm đó Nửa lấy xe máy của em chị T chở cháu C đến huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thuê nhà trọ. Ít hôm sau, Nửa đến một quán cơm chay than khổ và muốn để lại bé cho người khác nuôi. Thấy vậy, chủ quán giới thiệu cho ông Nguyễn Văn Tâm, 47 tuổi, quê ở Cần Thơ, tạm trú tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khi giao con, anh Nửa được ông Tâm hỗ trợ 2 triệu đồng để lo chi phí đi lại. Tuy nhiên, Nửa xin thêm 1 triệu đồng và được đáp ứng. Sau đó, y lấy luôn chiếc xe gắn máy mượn được, mang đi bán với giá 1,5 triệu đồng và ra Bình Thuận lập nghiệp. Hiện cháu bé đã được giao về cho chị T và công an đang điều tra về hành vi mua bán, đánh cháo chiếm đoạt trẻ em và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.